Hello anh chị em và các bạn, hôm nay mình cùng mukbang món bà khía hấp xả với nhà kho số 9 nha. Cái con bà khía là một cái đặc sản rất là nổi tiếng ở Cà Mau luôn nè. Nếu cả nhà mình chưa có thử bao giờ thì hôm nay hãy cùng trải nghiệm với em nha. Hôm nay thì em được nhà người thân ở dưới Ngọc Hiển á cho hai cái bịch ba khía, hai bịch này thì chắc 3-4 kg gì đó cả nhà. Do đi đường xa lên mà thêm giữa đường á xe bị chết máy nữa, cái thành ra lên đây là nó cũng hơi ngập ngợp thôi, mà mọi người coi nó bò kìa, thấy không? Nó vận động vậy đó, bởi sao mà cái thịt nó rất là chắc. Ba khía ở dưới Cà Mau thì có rất là nhiều, cho nên á ở dưới đây người ta thường là đem ba khía đi muối là làm mắm đó cả nhà, để ăn từ từ và nó trở thành một cái món đặc sản rất là nổi tiếng ở Cà Mau luôn. Tuy nhiên cái món ba khía muối á thì có thể là nó hơi khó ăn một chút, nhưng mà cái món ba khía hấp xả hôm nay em làm nè, em đảm bảo với mọi người luôn, ăn cực kỳ là ngon và nó hao bia lắm nha. Cái con mà bầu bầu ở bên trái của em á là chính là con rệm đó cả nhà. Ở dưới vuông gửi lên á, cái chắc là bắt rồi có lẫn một vài con ghẹm vô. Em thường hay dạo chợ đi kiếm mấy con ghẹm, là hồi xưa hay làm ghẹm gắn muối, bây giờ không thấy người ta bán nữa. Qua đây là em làm một nồi ba khía hấp xả nè cả nhà, mà cho em quá chừng nhiều luôn. Chắc là em sẽ hấp xong rồi còn nhiêm đi rang muối hoặc là rang me để dành ăn từ từ. Em thì không biết làm ba khía muối, làm ba khía muối thì nó cũng khá là khó đó. Nếu mà biết là em sẽ làm video cho cả nhà mình xem nè. Mà hải sản này thì luộc là ngon nhất đó, mà khi mình luộc á thì em cho một xíu xíu nước thôi, cho nhiều quá thì nó rang nước và mất cái chất ngọt, ăn không có còn ngon nữa. Mà nhiều quá cả nhà ơi, thay đổi sang cái nồi bự hơn, luộc cho nó rộng rãi. Chị em và các bạn mình không biết có ngửi được cái mùi thơm qua màn hình không, chứ em ngồi đây là cái mùi thơm nồng nặc luôn. Cái mùi con cá ba khía chín đó, nó rất là thơm, thêm cái mùi xả nữa, nó chuyển màu đỏ như thế này á là nó chín rồi nha cả nhà. Giờ em múc ra mời mọi người cùng ăn với em nha mọi người ơi. Hello anh chị em và các bạn nha, mời mọi người ăn cái con ba khía này mới luộc xong luôn nè cả nhà. Hồi nãy con ghẹm thì em ăn rồi, em sẽ mở cho mọi người coi nha. Ở nhà em gửi lên á thì toàn là con cái không mọi người. Mọi người còn thấy cái trứng ở đây không? Đây nè, đó. Cái trứng này ăn cũng được luôn mọi người. Không phải ăn trứng của mấy con này nè. Ngon. Nói chung là ba khía muối á mọi người, thì với em nhiều lắm mọi người ơi. Nhưng mà còn ba khía sống này á thì lâu lâu người ta mới bán. Có người nhà gửi lên á thì mình được ăn, bữa nay gửi lên 2 bọc luôn. 2 bọc là chắc cỡ hơn 2 kg đó mọi người. Mà nó hơi vậy là do mà lúc mà gửi đi á, biết sao không? À, xe gửi lên xe nó bị hư lực đường, bị chết máy hay sao á. Nó cũng hơi yếu yếu rồi. Không có gọn là được. Cho nên nó làm luộc nó hết luôn. Còn kiểu như mình ăn được, như mình ăn không thì mình đem mình rang me hoặc là mình rang muối mình ghim. Cái gạch con ba khía nó rất là béo, rất là ngậy nha cả nhà. Rất là béo, rất là ngậy luôn, để mở ra cho mọi người coi nha. Đây nè. Ba khía cái á. Ba khía cái á mọi người là có nhiều gạch, ngon lắm. Thịt con ba khía này nó rất là ngọt. Và nó chắc nữa nha. Cái kẹt cái ngoe nhỏ xíu vậy thôi chứ là thịt không á. Và với lại em biết sao mọi người ăn được hết luôn. Con ba khía nghe càng gì đó ha, gạch đồ là ăn được hết. Nói ăn ba khía luộc của mọi người, nó ngọt thịt, nó ngon. Có điều nó không có bự như con cua thôi, nhưng mà nó rất là ngọt thịt, rất là ok la luôn á. Em sợ là nó hơi là yếu yếu rồi, cái là nó không có được chắc. Rất là chắc nha mọi người. Ăn hơi mất công tí nhưng mà ngon lắm cả nhà. Hồi lúc mà em đi, mọi người có ai ở đây đi đầm thị tường chứ ha. Hồi lúc em đi đầm thị tường, người ta có cái món à ba khía tưới nước mắm rất là ngon. Không biết là món cái cô đó cũng chỉ nha. Cô đó thì cô cũng dễ thương. Cô đó mình cũng thiệt tình mình hỏi thầm làm sao thì cô cũng chỉ, cũng là kêu là hấp. Nhưng mà tưới nước mắm lên, cái mình làm về nhà mình cũng bắt chước mình làm mà không có ngon bằng cổ. Nói chung ở dưới đầm thị tường mọi người đồ ăn rẻ, có điều đi hơi xa, xa thành phố một chút, nên làm miếng đi cỏ mà ở gần là đi qua tôi ăn cái món nó hoài luôn á. Ngon lắm mọi người ơi. Nè, nguyên cái ngoe luôn nè. Đó, thịt không luôn đó, thấy không? Xong rồi ha. Cái này rút ra không được rồi. Thấy chưa, nhỏ xíu như vậy là cũng có thịt luôn đó cả nhà.
Lúc này em ít quay nấu ăn lắm cả nhà. Tại vì mọi người á, cái xong mắc bán hàng nữa, cho nên là cái này cái gì em quay đơn giản em quay. Hôm nay là em tính quay là làm đồ ăn. Nhưng mà sáng cái em bận khách rồi. Cái hên sao người nhà gửi lên giống như mình có lộc ăn vậy đó. Cái này là ở nhà dì gửi cho bà ngoại, nhưng mà ở trên nhà ngoại không có khoái cái món này. Mình gửi xuống cho em ăn. Nói chung là mình có lộc ăn á. Ai cho gì là làm cái đó. Còn nhiều đồ để quay lắm nhưng mà không có thời gian mọi người. Mọi người thông cảm. Cứ ăn. Mọi người ơi, cả nhà mình nó răng cổ quan trọng lắm. Nó vừa ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà nó vừa ảnh hưởng tới ăn uống hả. Cho nên chị em mình là giữ răng cẩn thận ha. Đừng như em. Hồi nhỏ em không quan tâm tới mấy cái chuyện này, cả nhà mình không có biết. Lớn lên thì mới hối hận. Tiếp 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 con khác nha cả nhà. Một con ba khía cái nữa nè mọi người. Con thì cũng cái nhưng mà lúc mà luộc á mình bị rụng càng á, có trứng đó nè mọi người, con nào cũng có trứng hết trơn á. Lụm luôn trứng rồi. Tuyệt vời. Gạch nha. Tuyệt vời chưa? Ủa 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 gạch không luôn cả nhà. Chịu gì thấu. Ôi gạch cứng mai luôn mấy bà ơi, nhìn nè. Ồ tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Ngọt ngon mọi người ơi. Quá đỉnh. Ngon quá anh chị ơi. Mà cái con này thì nó dồn vô gạch nó hết trơn này. Cái phần này nó hơi không được chắc lắm. Quẩn vô nè. Sao mình hên dữ vậy ta. Thôi mình lẻ ra ngay Cà Mau. Rồi ngon không? Hải sản không luôn mọi người ơi, ngon mà rẻ nữa. Quá dữ. Có nhiều bạn ở biển thì thường không thích ăn đồ hải sản. Nhưng mà em là mê hải sản nha mọi người. Với con nghiện hải sản chính hiệu. Đã gút ra một cá. Thịt không không? Làm sao mình phí của trời cho được. Quá đỉnh cao, quá đỉnh cao. Một con bạc khía quá là đỉnh cao cả nhà ơi, ngon quá. Sao mà mình phí của trời cho được chứ. Nước ra ngoài. Đậm lên ăn. Thịt nè thấy không. Ngon quá. Bữa nào sẽ múc ban ba cái muối. Mọi người múc cho mọi người coi vô. Quá chừng nhiều bé ơi, gạch không mà bé ơi. Nói mọi người nghe, em có duyên với chuyện ăn uống hay sao á. Em tạo một cái app ở trên TikTok á để mà bán hàng. Cuối cùng cũng ngồi ăn rồi mọi người ơi. Ngồi ăn người ta mới coi. Không ăn người ta không coi. Món hàng không ai coi hết. Mua thịt không mọi người. Mọi người mua con ba khía ăn đi. Là ăn được hết. Từ trên xuống dưới cái gì cũng ăn được hết đó cả nhà. Thiệt. Gạch nè ha. Mình nè ha. Thịt nè. Nói là cua càng không. Là nói chung là ngon. Là loại đỉnh ở trên thế giới hả? Em không biết, tại vì em chưa thử những con khác.
mà thấy mình hên. Mình để con cây ngay cây Cà Mau, ngay biển. Tôm cua nhiều, ngon. Đó, cái ngoài nhỏ xíu như thế này cũng thịt không chắc nụ nụi. Ôi, ngon quá. Mũi thấy cảnh này chắc la làng, tại vì em không được ăn hải sản. Không ăn hải sản. Mà lên chỗ đồ của em là YouTube hay là cái gì cũng toàn là hải sản không thôi. TikTok rồi ha, Facebook rồi ha, chỉ toàn là hải sản thôi. Thôi, em ăn hai con. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video đến tận đây. Đó, nếu mọi người thích em thì mọi người hãy có thể like và share hoặc là follow em nha cả nhà. Còn mọi người muốn em làm cái món gì á thì mọi người hãy comment nha cả nhà yêu, để chúng ta có thể nhìn thấy nhau và kết nối với nhau. Love you.